chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với ngày hội hội trại truyền thống của trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Thánh Tông nha. Và bây giờ là trò chơi sút bóng. Bây giờ chúng ta đến với trò chơi sút bóng nha. Lấy tờ giấy đi đi làm mỗi lớp sút được 30 trái rồi mình mới vào phòng mà tôi tính toán. Yêu cầu của trò chơi này là mỗi lớp phải sút được 20 trái bóng nha. Mỗi lớp phải sút được 20 trái bóng. Đây là phản kích. Chúng ta sẽ sút một đường, đúng không? Sút cho một đường, đúng không? Lớp nào xếp về trái bóng, lớp nào ngồi vô với người dân, lớp nào sẽ thắng. Cái này chúng ta đến với trò chơi sút bóng nha. Và bây giờ là cái yêu cầu là em em tránh được rất là đông các bạn cổ động viên đã về đây rồi. Rồi một cái. Rồi cho thầy em đứng bên kia đi, em đứng bên kia đi. Rồi, ra ngoài rồi. Không thành công nha, không thành công. Cái đây là đá chậm chậm thôi, đá chậm chậm. Rồi, ra ngoài rồi, bóng ra đi ra ngoài nha. Ba học sinh đá mà mới có một quả thôi nha. Rồi, bóng lại ra ngoài nữa rồi. Rồi, không vào. Em rồi, vào, bóng lắm. Rồi, vào rồi. Rồi, ra ngoài rồi. Các cầu thủ của lớp China nha. Rồi, rất là hay, từ từ đi ra ngoài rồi.
Mặc dù thấy rất đơn giản nhưng mà không dễ chút nào nha. Rồi, một cầu thủ đi đá giải thể thao Hồng Đường cấp tỉnh rồi đá của ra ngoài nha. Vào. Hay lắm. Bây giờ tới 9B. Vào. Rồi, ra ngoài rồi. Rồi, từ từ đi ra ngoài. Rất hay, từ từ ra ngoài. Rồi, với trò chơi xuất bóng là lớp 8B nhất và lớp 8A như. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Và lớp 3 và lớp 8A. Và lớp 8B cho ta nè. Bây giờ hai lớp sẽ đá lại để đón đội nhì nha. Vì hai lớp là cùng là hai quả. Thấy các cầu thủ đây có những cầu thủ đã đi đá giải tỉnh nha. Rất là hồi hộp. Rồi. Rất tiếc là đi ra ngoài rồi. Rồi, không được. Rồi, ra ngoài chút rồi. Rất tiếc, rất tiếc. Rồi, tốt lắm. Chín mươi đến hai quả đi nha. Vẫn còn đến thêm đủ. Rồi, ra ngoài rồi. Chưa đâu phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản chúng ta nha. Rồi, ra ngoài. Không phải. Bây giờ tới lớp 5 và lớp 6 nha. Bây giờ tới cuối năm. Bây giờ chuyển vị trí nha, chuyển vị trí. Bây giờ chúng mày hai ba trò rồi. Chuyển vị trí nha. Lại vị trí cũ. Có lẽ vị trí cũ là vị trí mát. Mở lớp 5A. Bây giờ lớp 5A nha. À nha, sẽ đá vào trong cái ghế này. Đây các thầy cô giáo chủ nhiệm đang ra làm công tác tư tưởng.
Rồi bóng đã đi ra ngoài rồi. Rồi đã ra ngoài nha. Rồi, rất là khó. Nhìn thì đơn giản nhưng mà rất khó nha. Rất khó. Rất chính xác. Rồi một trái rồi, một trái vào trong ấy rồi. Một trái rồi nha. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi ban tổ trọng tài đang nhắc nhở. Rồi bóng từ từ đi ra ngoài. Bóng đã từ từ đi ra ngoài nha. Kết thúc lượt đá thì lớp 5A chỉ được có một quả thôi nha. 5B. Rất chính xác, rất chính xác. Rất chính xác. Đã được một quả rồi. Tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục. Rồi, ra ngoài rồi. Tiếp. Rồi, có thể được. Rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Rồi, đá mạnh là không được rồi. Đá mạnh là hai quả. Bây giờ đây lớp 6A. Ra ngoài không ba. Cái này là đòi hỏi cái kỹ năng nha. Đòi hỏi kỹ năng. Không ba. Ở đây là đòi hỏi kỹ năng chứ không phải là đá mạnh như nhẹ. Vào rồi. Lớp 6A đã được một trái rồi. Không vào. Lớp 5B rồi. Sáu B. Rồi ra ngoài rồi. Hai trái nhưng mà ra ngoài nữa. Rồi trò chơi này là 6B nhất, 5B gì nha. Bây giờ đến khối 4. Cái trò chơi này diễn ra tương đối nhanh nha. Nên là trò chơi này diễn ra rất là nhanh. Khối 4 và khối 3 nha. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Cho nên là cái lớp nổ nhạc này rất là nhiều nha. Rồi. Đây là thầy giáo chủ nhiệm đang hướng dẫn cho học sinh của mình đá để có kết quả tốt nhất này. Rồi. Em ơi. Rồi, một trái. Nhưng mà lộn lớp rồi nha. Lớp 3 đã trước, rất là tiếc. Rất tiếc. Lớp 3 đã trước. Rồi. Bao. Nói nhẹ. Rồi, ra tiếp tục nha. Rồi, không vào rồi, rất là tiếc.
Chắc tiếp chẳng em. Được một bé thôi. Các em chưa có kinh nghiệm đá. Rất là tiếc cho các em vì các em chưa có kinh nghiệm. Thấy các em rất là ngây thơ nha. Nhìn thì rất là đơn giản nhưng mà cần phải có kỹ năng nha. Rồi, ra ngoài rồi. Rồi, lớp 3. Đấy là lớp 3 được một lá đúng không? Như thế nào? Như thế này lớp 3 rồi. Rồi, không vào rồi, ra ngoài rồi. Chết tiếc. Lớp 3 bên. Chết tiếc nha. Không vào. Phải cần có một cái kỹ năng tốt nha. Cái này phải cần có một cái kỹ năng tốt. Rồi, một trái rồi. Rồi, ra ngoài rồi. Rồi, ra ngoài rồi. Rất tiếc ra ngoài rồi. Cái này phải cần có một kỹ năng tốt nha. Vào. Cú đem cho anh mà cho phụ nữ đi cho anh. Từ từ. Không vô, liên quan. Một cái. Bốn bên. À, lớp 3 tháng rồi ạ. Lớp 3 tháng chứ à. Rồi, rất tốt. Chỉ cần nhẹ nhẹ thôi là được. Bạn nha. Không được. Bạn thứ ba. Bạn thứ ba. Nhất là bạn nhưng mà để cho bạn đấy cho nó. Hai bên đi luôn. Không vào. Bây giờ ba lớp còn lại đã để phân cái đội để chọn ra cái đội giải gì. Không vào. Rất tiếc. Không vào. Mời bé bé. Mời bé bé.
bỏ thuộc về bố em. Bố em đưa bỏ thuộc về bố em. Vào. Một gái nữa thôi. Chúng tôi xin phép được kết lại cái trò chơi sáng nay tại trường hội trại trường tiểu học trung học cơ sở Lê Thánh Tông ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Chúng ta hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin mới nhất từ kênh Lang Thang Sổ Cầu nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ. Bye bye.